tầm giá 300 triệu mua được những mẫu xe nào? Với số tiền khoảng 300 triệu đồng, có thể nghĩ tới những mẫu xe 5 chỗ đã qua sử dụng khoảng 5 đến 6 năm, nhưng chất lượng vẫn khá tốt. Toyota Vios luôn là mẫu xe giữ giá nhất trong phân khúc sedan hạng B. Toyota Vios 2014. Ưu điểm: thiết kế thanh lịch và bền dáng. Nội thất rộng rãi bậc nhất phân khúc. Hàng ghế sau thoải mái với 3 người lớn. Vận hành bền bỉ, ít hỏng vặt. Tiết kiệm xăng, chi phí bảo dưỡng bình dân. Không chỉ vậy, động cơ mạnh so với các xe trong phân khúc. Tăng tốc nhanh, hộp số mượt, khả năng giữ giá cao khi bán lại. Nhược điểm: Toyota Vios cách âm chưa tốt, trang bị nội thất và ngoại thất đơn giản. Trang bị an toàn thua kém so với các xe cùng phân khúc. Kia Forte 2013. Ưu điểm: Kia Forte nằm trong phân khúc sedan hạng C giá rẻ và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Cùng với đó, xe sở hữu nội thất rộng rãi, chất liệu da sang trọng. Ngoài ra, Kia Forte sở hữu động cơ 2.0L mạnh mẽ. Nhược điểm: động cơ xe có tiếng ồn lớn khi di chuyển tốc độ cao, giảm xóc thiếu êm ái, hao xăng hơn so với các xe cùng phân khúc, đặc biệt là nhanh mất giá hơn so với các mẫu xe Nhật cùng phân khúc. Hyundai Accent 2014-2015. Ưu điểm: do mang thương hiệu Hàn Quốc nên Hyundai Accent có giá bán cạnh tranh hơn so với các đối thủ xe Nhật. Bên cạnh đó, Accent có thiết kế ngoại thất thanh lịch, nội thất bên trong khá rộng rãi so với các xe cùng phân khúc. Hơn nữa, chi phí bảo dưỡng bình dân nên các mẫu xe của hãng Hyundai được sử dụng khá phổ thông tại Việt Nam. Nhược điểm: theo người dùng đánh giá, đồ bền bỉ của Hyundai Accent không thể sánh vai với các mẫu xe Nhật Bản sau vài năm vận hành. Không chỉ vậy, khả năng chống ồn chưa được tốt, động cơ hơi ồn, đặc biệt rất dễ mất giá sau 2 đến 3 năm sử dụng. Kia Rio 2013-2014. Ưu điểm: Kia Rio được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, kiểu dáng nhỏ nhắn phù hợp với việc di chuyển trong thành phố. Giá cả cạnh tranh so với xe Nhật, nội thất hiện đại khá bắt mắt. Nhược điểm: kiểu dáng chưa thật sự ấn tượng. Độ bền thấp hơn nhiều so với xe Nhật cùng phân khúc. Khả năng cách âm không được tốt. Do sử dụng động cơ Rama dung tích 1.4 lít nên dễ bị hụt hơi khi vượt xe khác ở tốc độ cao. Đặc biệt, Rio khá ăn xăng, có thể đạt từ 12 đến 14 lít nhiên liệu cho 100 km đường thành phố. Chevrolet Cruiser năm 2013 đến năm 2014. Ưu điểm: do nằm trong phân khúc sedan hạng C nên xe có nội thất khá rộng rãi, thiết kế nam tính, khả năng vận hành đầm chắc và ổn định ở tốc độ cao. Ngoài ra, xe còn khả năng cách âm tốt, trang bị nhiều tiện nghi hiện đại hơn so với các mẫu xe cùng phân khúc. Nhược điểm: do xe có hệ thống khung gầm khá nặng nên khá tiêu hao nhiên liệu, trung bình khoảng 8 đến 10 lít trên 100 km. Hơn nữa, động cơ thường bị đuối khi chở đủ tải. Thiết kế xe Cruiser chưa thật sự bắt mắt, lớp xe khá cứng nên dễ bị ồn khi đi đường xấu. Cũng giống như các mẫu xe Hàn Quốc, Chevrolet Cruiser của Mỹ rất dễ bị mất giá sau 2 đến 3 năm sử dụng. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh của Thế Sơn và xem những video mới nhất của Thế Sơn. Hiện tại công ty Toyota Tân Cảng đã liên kết với tất cả các ngân hàng lớn trong nước và nước ngoài để hỗ trợ quý khách mua xe với lãi suất ưu đãi nhất và thủ tục đơn giản nhất, hỗ trợ tối đa từ 80 đến 90% giá trị xe, thời gian vay tối đa lên tới 8 năm, quý khách hàng có thể thanh toán trước hạn định khi có đủ tài chính. Chúng tôi hỗ trợ cho tất cả khách hàng trên khắp các tỉnh thành của Việt Nam. Sau đây là một số giấy tờ quý khách hàng cần chuẩn bị. Đối với cá nhân vay, sao y hộ khẩu, sao y chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận độc thân hoặc giấy kết hôn,
chứng minh thu nhập bằng hợp đồng lao động, bằng bảng lương, sổ tiết kiệm hoặc tài khoản cá nhân. Đối với công ty hoặc doanh nghiệp mua xe, giấy phép kinh doanh, giấy bổ nhiệm giám đốc, bổ nhiệm kế toán trưởng, giấy đăng ký sử dụng mẫu dấu, bản copy, mã số thuế, báo cáo thuế 1 năm gần nhất, báo cáo tài chính 1 năm gần nhất, điều lệ công ty. Chúng tôi cam kết 100% quý khách hàng được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh của Thế Sơn và xem những video mới nhất của Thế Sơn. Chương trình đặc biệt tại Toyota Tân Cảng, trao đổi xe qua sử dụng, lấy xe mới trong ngày. Khách hàng đang sử dụng xe ô tô con, muốn nâng đời xe nhưng không biết bán xe cũ cho ai, hay muốn mua xe cũ thì không biết thủ tục như thế nào, có rắc rối hay không, hãy đến với chúng tôi, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng, mua tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng trên phạm vi cả nước. Chúng tôi tiến hành thủ tục mua nhanh chóng với giá mua xe tốt nhất và thanh toán tiền 100% cho khách hàng bán xe trong ngày. Chúng tôi đáp ứng đầy đủ 5 chỉ tiêu cho xe cũ. 1. Xe chưa từng bị tai nạn. 2. Xe chưa từng bị thủy kích. 3. Xe chưa từng đại tu động cơ và hộp số. 4. Xác định rõ nguồn gốc xuất xứ và đúng năm sản xuất. 5. Đảm bảo giấy tờ hợp lệ và đủ điều kiện để mua bán sang tên. Giá trị chiếc xe được thẩm định chính xác, minh bạch. Chúng tôi sẵn sàng đánh giá xe tại địa điểm và thời gian theo yêu cầu của khách hàng. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm sẽ giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi thực hiện các hoạt động mua bán, trao đổi và ký gửi xe tại trung tâm. Với phương châm khách hàng là trên hết, chúng tôi không ngừng nỗ lực để khách hàng nhận được giá trị bán lại sản phẩm cao nhất, tăng chỉ số hài lòng của khách hàng. Chúng tôi mong muốn hợp tác và phát triển cùng quý khách hàng. Quý khách hàng muốn bán xe vui lòng liên hệ 0911 55 44 55. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 55 44 55. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm, Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.